Các em thân mến, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học đến với một cái bài thơ mới. Thì chúng ta biết Bác Hồ người đã đi xa, nhưng đã Bác đã để lại chúng ta nhiều những tác phẩm có giá trị. Và cái tập thơ Nhật ký trong tù là một cái cuốn nhật ký được coi là một trong những cái văn kiện lịch sử quan trọng, một cái sáng tác văn học xuất sắc, có tác dụng là bồi dưỡng phẩm chất và đạo đức cho nhiều thế hệ. Trong chương trình ngữ văn 8 thì chúng ta sẽ được tìm hiểu hai cái tác phẩm thơ trích từ cuốn nhật ký này, đó là bài thơ Ngắm trăng và Đi đường. Đây chính là hai cái bài thơ mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Trước khi đi vào cái bài mới thì chúng ta sẽ ôn lại cái kiến thức cũ, đó là bài thơ Tứ cảnh Bác Bó. Thì sau khi học xong bài thơ Tứ cảnh Bác Bó, em thấy Bác Hồ là một người như thế nào? Thì vào bài thơ Tứ cảnh Bác Bó đã nói lên được tinh thần lạc quan, cái phong thái ung dung, niềm vui thích được sống chan hòa với thiên nhiên của Bác trong những ngày tháng gian khổ, thiếu thốn. Chúng ta sẽ tìm hiểu và tìm hiểu chung, đó là tìm hiểu đôi nét về tác giả cũng như là tác phẩm. Và phần tác giả thì chúng ta ở phía trước chúng ta cũng đã được tìm hiểu, thì hôm nay chúng ta sẽ đọc phần chú thích, tự đọc phần chú thích. Chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để đi tìm hiểu cái tác phẩm, cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Chúng ta xem phần 2, đó là tác phẩm. Thì bài thơ này được trích trong cái tập thơ nào và Bác viết trong cái hoàn cảnh nào? Thì bài thơ này được trích trong cái tập thơ đó là Nhật ký trong tù. Được Bác viết trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, đó là vào tháng 8 năm 1942, Bác bí mật lên đường sang Trung Quốc để tranh thủ cái sự viện trợ của quốc tế cho cách mạng Việt Nam. Nhưng mà khi Bác đến Túc Vinh ở Quảng Tây thì Bác bị chính quyền Tưởng Thế Thạch bắt giữ do nghi Bác là Hán Giang. Trong thời gian là hơn một năm, từ ngày 29 tháng 8 năm 1942, Bác bị giải qua nhiều nhà lao khắp hơn 13 huyện của Quảng Tây. Và trong thời gian này thì Bác đã viết nhật ký trong tù gồm 133 bài, được Bác viết bằng chữ Hán. Tập thơ này chỉ là một cái quyển sổ tay nhỏ, trên hình đó là cái bìa của cái tập thơ. Thì cái bìa này được Bác vẽ hai tay bị xiềng, hai bàn tay đang nắm chặt, ghi bốn chữ đó là Ngục Trung Nhật Ký, có nghĩa là nhật ký trong tù, kèm theo bốn cái câu đề từ đó là thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Thì từ năm 1960 thì tác phẩm này đã được dịch ra tiếng Việt, đến nay thì đã được dịch ra hơn 25 thứ tiếng. Như vậy, xét về hoàn cảnh sáng tác thì cái tập thơ Nhật ký trong tù là một hiện tượng văn học rất đặc biệt, đồng thời tập thơ còn đặc biệt ở chính mục đích sáng tác. Bác đã từng bộc bạch trong cái bài thơ Khai quyển, Bác làm thơ chỉ nhằm là ngâm ngợi cho khuây, chứ không phải là nhằm làm nghệ thuật đích thực. Bác chỉ định viết nhật ký để ghi lại cái tâm tư, cái tình cảm của mình trong khi chờ đến cái ngày tự do, chứ không định là phổ biến hay xuất bản rộng rãi. Nên là nhiều những nhà phê bình đã có những cái so sánh rất là hóm hỉnh trong thơ của Bác, chẳng hạn như là nhà phê bình Đặng Thái Mai, ông đã có so sánh đó là tập thơ như một viên ngọc Bác vô tình đánh rơi vào kho tàng văn học nước ta. Còn giáo sư Hà Minh Đức thì nhận định tập thơ dày dặn về số lượng nhưng nội dung tư tưởng thì còn vượt tầm hơn thế. Chúng ta đến với thể thơ, thì bài thơ này được làm theo thể thơ gì? Cả hai bài thơ Ngắm trăng và Đi đường đều được viết theo cái thể thơ đó là Thắt ngôn tứ tuyệt, đường luật. Thì một số đặc điểm về thể thơ Thắt ngôn tứ tuyệt đó là bố cục gồm có bốn phần, đó là khai, thừa, chuyển và hợp. Mỗi câu là một phần. Về cái hiệp phần thì các câu 1, câu 2, câu 4 hay là câu 2 với câu 4 nó sẽ hiệp phần với nhau. Vậy bố cục của bài thơ này chúng ta sẽ chia làm mấy phần? Thì bố cục bài thơ có thể là chia theo hai cách. Cách thứ nhất, chúng ta chia theo bố cục của thể thơ luôn, đó là bốn phần: khai, thừa, chuyển và hợp. Hoặc là chia theo nội dung của bài thơ. Nếu chia theo nội dung của bài thơ thì chúng ta chia làm hai phần. Phần 1 đó là hai câu đầu, tâm hồn nghệ sĩ của Bác, và
Phần 2 đó là hai câu cuối, tinh thần lạc quan của bác. Rồi khi đọc bài thơ này, chúng ta chú ý là đọc đủ cả phiên âm và dịch thơ, đọc kỹ cái phần dịch nghĩa nè, và cái phần giải nghĩa chữ Hán ở chú thích. Chú ý những cái câu có đăng đối và điệp ngữ. Cô đọc phần phiên âm: Ngục trung vô tủ diệt vô hoa, đối thử lương tiêu nại nhược hà, nhân hướng sông tuyền kháng minh nguyệt, nguyệt thầm sông khích kháng thi xa. Phần dịch thơ: Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ, người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khẽ cửa ngắm nhà thơ. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái bài thơ Ngắm trăng thì nhà thơ. Hoài Thanh đã từng nói, thơ bác đầy trăng. Nhắc đến trăng, chúng ta nhớ tới những cái bài thơ mà chúng ta đã từng học, từng đọc của bác có hình ảnh vầng trăng, như bài thơ Cảnh khuya, Rằm tháng giêng. Tuy nhiên, bài thơ hôm nay mà chúng ta học sẽ có viết về một cái cuộc ngắm trăng vô cùng đặc biệt. Chúng ta chú ý cái nhan đề. Nhan đề ở đây đó là vọng nguyệt, có nghĩa là ngắm trăng, gợi nhắc cho chúng ta về một cái đề tài khá phổ biến trong thơ xưa. À, chúng ta từng biết đến qua bài thơ là Tỉnh Dạ Tứ của nhà thơ Lý Bạch, ta học ở lớp 7. Trăng cũng là một cái thi liệu cổ điển. Từ vọng ở đây có nghĩa là một cái tâm thế, một cái nỗi lòng hướng đến, là ngóng trông, là mong đợi đến cái ngày tự do. Chúng ta phân tích hai câu đầu. Ở cái câu thơ đầu tiên thì các em hãy trả lời cho cô câu hỏi là câu thơ đầu sử dụng cái biện pháp nghệ thuật gì và cái tác dụng của cái biện pháp nghệ thuật đó. Thì câu 1, ngục trung vô tủ diệt vô hoa, hay là trong tù không rượu cũng không hoa. Thì cái nghệ thuật mà chúng ta dễ dàng nhận thấy nhất đó là cái điệp từ vô, nhấn mạnh cái sự thiếu thốn. Cái hoàn cảnh mà bác ngắm trăng đó là bác ở trong tù bị đày đọa, khổ sở, nên cái từ vô ở đây nhấn mạnh đến cái tình thế của việc mà bác ngắm trăng. Cái người thử nguyệt ở đây đang bị giam cầm, sống rất là thiếu thốn. Ngắm trăng nhưng không có rượu và hoa, khác với các thi nhân trong thơ xưa khi mà họ có một cái tâm hồn thanh thản, hoặc là khi nhìn thấy một cái vầng trăng đẹp thì họ thường mang rượu ra uống trước hoa để ngắm trăng. Đến câu thơ thứ hai, thì câu thơ thứ hai thể hiện cái điều gì? Câu 2 là một câu hỏi tu từ: đối thử lương tiêu nại nhược hà. Tiếp đến câu 2 thì chúng ta thấy được một cái nỗi băn khoăn rất là nên thơ, âm ấp, tình tứ, rạo rực, muốn giải bài. Xét về mục đích nói, đây là câu nghi vấn mà chúng ta vừa mới học. Nhưng cái lời tự hỏi nại nhược hà dường như không tự hỏi bản thân, mà còn là để bộc bạch cái tâm trạng bối rối, xuống sang, xao xuyến của bác trước cảnh đẹp đêm trăng. So sánh với cái phần dịch thơ cảnh đẹp đêm nay có hững hờ, thì có lẽ phần dịch thơ đã giảm đi nhiều cái sắc thái biểu cảm và cả ý nghĩa của câu thơ. Đến đây thì ta có thể hiểu được phần nào tâm hồn của nhân vật trữ tình. Đó là bác có một cái tâm hồn rất là nhạy cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, là một cái sự rung động mãnh liệt, đầy chất nghệ sĩ. Dường như là bác không hề bị vướng bận về vật chất. Người tù tự do về tinh thần, rất là ung dung và yêu đời. Thì qua hai câu thơ này chúng ta thấy được tình yêu thiên nhiên trong bác như thế nào. Thì tình yêu thiên nhiên ở bác rất là say đắm, dù là thân tù nhưng mà bác vẫn có những cái rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp của vầng trăng. Thì những cái rung động này tự nhiên của người tù đã dẫn đến một cái sự giao hòa rất là tự nhiên giữa con người và thiên nhiên trong hai câu thơ cuối. Nhân hướng sông tuyền kháng minh nguyệt, nguyệt tòng sông khích kháng thi xa. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Thì ở hai câu thơ cuối này, chúng ta thấy được có nhận xét gì về cái cấu trúc của hai cái câu cuối này.
thì đến hai câu cuối chúng ta dễ dàng nhận ra được cái cấu trúc đó là đối xứng nhân đối với nguyệt, sông Tuyền sẽ đối với sông Khích, minh nguyệt đối với thi sa. Và đối là một cái đặc sản trong thơ Đường, và trong cái trường hợp này cấu trúc đăng đối về mặt ngữ pháp đã tạo ra một cái ý nghĩa gợi mở. Người, con người thì vượt sông sát nhà tù để tìm đến với cái phần trăng tự do, còn phần trăng thì cũng vượt sông sát nhà tù để ngắm nhà thơ, trăng dòm khe cửa ngắm nhà thơ. Thì người tìm trăng và trăng tìm người, trăng như có tâm hồn và có cái niềm đồng cảm cùng với người. Phần trăng đã được đồng nhất với một kẻ tâm giao, người tri kỷ, bầu bạn với người tù. Nó không còn là vẻ đẹp để chiêm ngưỡng mà nó là một cái khát vọng của sự tự do. Ở đây chúng ta thấy được một cái sự giao hòa về chất thép và chất tình. Chất thép ở đây đó là một cuộc vượt ngục về tinh thần, còn chất tình đó là cái tình cảm giao hòa giữa trăng và người. Chúng ta thấy cái từ thi sa xuất hiện đã cho chúng ta thấy được là không còn khoảng cách giữa người tù và vầng trăng, mà chỉ còn thấy là một nghệ sĩ với tâm hồn tha thiết yêu thiên nhiên, chan hòa với thiên nhiên. Chính tâm hồn nghệ sĩ ấy đã tạo nên một cuộc vượt ngục về tinh thần thật đẹp đẽ, tù nhân hóa thành thi nhân với một cái phong thái ung dung, thưởng trăng như là một nhà hiền triết. Mở đầu bài thơ chúng ta thấy đó là ngục, kết thúc bài thơ là thi sa, thể xác là bị giam cầm nhưng mà tâm hồn yêu thiên nhiên và tinh thần thép không bị khuất phục. Song sắc nhà tù đã trở nên vô nghĩa và bất lực trước tâm hồn của những người tri kỷ tìm đến nhau. Một cái nghệ thuật mà chúng ta cũng thấy ở trong hai câu thơ này nữa đó là nghệ thuật nhân hóa, trăng dòm khe cửa ngắm nhà thơ, kẻ tri âm tìm đến người tri kỷ, bác và bằng trăng là đôi bạn tri âm. Qua đây thì chúng ta đã nhận ra được một cách rất là sâu sắc về vẻ đẹp tâm hồn của bác. Đó là một con người giàu nghị lực, lạc quan, ung dung, tự tại với một cái khát vọng rất là tự do. Từ bóng tối bắt hướng đến ánh sáng và khẳng định một cái tâm thế đó là thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao. Và đó cũng là biểu hiện nổi bật của một cái tâm hồn nghệ sĩ với một cái tinh thần thép, tinh thần chiến sĩ. Tổng kết lại nghệ thuật và nội dung của bài thơ, thì về văn nghệ thuật chúng ta thấy bài thơ được viết theo thể thơ là thắt ngôn tứ tuyệt, giản dị nhưng mà hàm súc. Bác sử dụng thành công cái phép đối và phép nhân hóa. Còn về mặt nội dung thì bài thơ này đã cho chúng ta thấy được cái tình yêu thiên nhiên say mê và phong thái ung dung của bác ngay cả khi trong cái hoàn cảnh tù đày. Cô có một câu hỏi vận dụng dành cho chúng ta, đó là nhà thơ Hoài Thanh đã nhận xét thơ bác đầy trăng, em hãy chứng minh nhận xét đó bằng cách tìm thêm những bài thơ khác của bác cũng có hình ảnh ánh trăng. Nếu như bài ngắm trăng diễn ra trong bối cảnh ngục tù tăm tối, thì bài đi đường lại diễn ra bên ngoài song sắt nhà lao, nhưng cũng chẳng bớt đi được cái nỗi khốn khó của người tù. Tác giả Trần Văn Kiên đã kể lại, bác Hồ bị giải hết nhà lao này đến nhà lao khác. Nỗi mệt nhọc của một người tù sau một chặng đường chuyển lao đã từng được bác nói tới thông qua những câu thơ 53 cây số một ngày, áo mũ dầm mưa rách hết sầy. Bài thơ đi đường không chỉ nói về việc bị giải đi, cái địa hình của trong bài là cái địa hình đường núi rất khó khăn, hiểm trở và khắc nghiệt. Đây là hình ảnh của một số cái tập thơ nhật ký trong tù. Và tập thơ nhật ký trong tù cũng có ở thư viện, nếu có cơ hội chúng ta tìm mượn và đọc. Đây là nguyên bản chữ Hán của bài thơ Đi đường.
đổ lầu. Chúng ta tự đọc bài thơ này. Về thể thơ thì cũng là thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt. Bố cục chúng ta có thể chia theo bố cục của một thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt, đó là khai thừa chuyển hợp. Do bài thơ này là bài tự học nên chúng ta sẽ tự tìm hiểu trả lời hai câu hỏi. Ở câu 1, hai câu đầu thì có sử dụng cái biện pháp tu từ gì, tác dụng của cái biện pháp đó. Ở câu 2 là hai câu cuối có nội dung gì, qua đó em có suy nghĩ gì về bác. Cô sẽ gợi ý bằng nội dung và chúng ta sẽ tự trả lời câu hỏi đó. Về câu đầu thì đi đường mới biết gian lao, đã nói về cái nỗi gian lao của người đi đường. Chỉ có ai đã trải qua thì mới có thể thấu hiểu được đầy đủ cái nỗi gian lao đó. Thì chúng ta thấy đây không phải là một cái nhận xét chủ quan của bác, mà chỉ sau nhiều những cái chuyến đi thì bác đã đúc kết từ cái hiện thực, đó là những cái cuộc hành trình rất là vất vả, hiểm nguy. Bác thường xuyên bị giải đi từ nhà lao này đến nhà lao khác khắp 13 huyện ở tỉnh Quảng Tây. Tay bác thì bị còng, chân thì bị xích, đi trong sương gió, vượt dốc băng đèo lội suối. Thì từ những cái khó khăn gian khổ đó thì bác mới đúc kết được kinh nghiệm là đi đường mới biết gian lao. Ở câu 2, núi cao rồi lại núi cao trập trùng, nói đến gian lao thì gian lao chồng chất gian lao, vừa đi hết lớp núi này thì là đến cái lớp núi khác, giữa một cái khung cảnh thiên nhiên chỉ toàn là núi cao tiếp nối núi cao. Con người đã vốn là nhỏ bé yếu ớt lại càng thêm nhỏ bé và yếu ớt hơn nữa. Đến hai câu cuối, núi cao lên đến tận cùng, thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. Thì ở câu 3, núi cao lên đến tận cùng thì mọi cái gian lao đã kết thúc, người đi đường đã lên đến được cái đỉnh cao. Đến đây thì mọi cái gian lao vất vả đã được khép lại. Kết quả của cái phần thưởng đó rất là xứng đáng, đó là thu vào tầm mắt muôn trùng nước non, niềm một cái niềm vui sướng trong bác. Cái phần thưởng quý giá của con người đã vượt qua gian lao, nay trở thành người khách ngắm nhìn cái phong cảnh đẹp muôn trùng nước non. Vậy qua cả bốn câu thơ thì chúng ta thấy bài thơ này có phải chỉ đơn thuần nói về việc đi đường hay không? Thì chúng ta tự trả lời cái câu hỏi bài thơ này có mấy lớp nghĩa, đó là những lớp nghĩa nào? Hãy nêu rõ những cái nghĩa đó. Thì bài thơ này gồm có hai lớp nghĩa, đó là nghĩa đen, nghĩa bóng. Nghĩa đen ở đây đó là nói về cái việc đi đường rất là vất vả của bác. Còn nghĩa bóng đó là nói đến ngụ ý, nói về cái con đường cách mạng, con đường đời nó rất là khó khăn, gian khổ, nhưng mà chúng ta nếu chúng ta cố gắng, chúng ta có thể vượt qua được những cái khó khăn gian khổ đó thì sẽ là một cái tương lai tươi sáng, tốt đẹp. Ý nghĩa của bài thơ này nói đến cái việc đi đường gian lao, từ đó đã nêu lên được một cái triết lý về một cái bài học đường đời, đường cách mạng, vượt qua gian lao sẽ tới thắng lợi vẻ vang. Cô có một bài tập trắc nghiệm nhỏ. Ý nào không đúng về bài thơ đi đường? A. Bài thơ đơn thuần tả và kể về chuyện đi đường. B. Nguyên bản bài thơ viết theo thể thơ tứ tuyệt. C. Bài thơ vừa có nghĩa đen, vừa có nghĩa bóng. D. Bài thơ trích trong tập Nhật ký trong tù. Câu không có cái câu sai đó là câu A. Bài thơ đơn thuần tả và kể chuyện đi đường. Bài thơ này không phải đơn thuần chỉ kể và tả cái chuyện đi đường, mà qua nó bác còn có cái ngụ ý là nói lên cái sự gian lao vất vả của con đường cách mạng, con đường đời, nhưng mà nếu mà chúng ta vượt qua được những cái gian lao vất vả đó thì sẽ là một cái tương lai rất là tươi sáng, tốt đẹp.
Chúng ta về học thuộc cái bài thơ Đi đường, bài thơ Ngắm trăng. Nắm được nội dung của bài thơ, tìm đọc một số những cái bài thơ chữ Hán của Bác viết về việc rèn luyện đạo đức cách mạng trong tập thơ Nhật ký trong tù. Đọc kỹ cái văn bản và trả lời câu hỏi trong bài Chiếu về đô, giáo khoa trang 51. Bài học chúng ta đến đây là kết thúc.